khắp chốn ni, tối mê cầu được trí chi vẹn toàn. Dạ, con kính dâng mức mic đến sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Cường Tòa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thiện Vũ Tỳ Mách Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Này, chánh văn ngày hôm nay là, dạ, cảm ơn Như Quang. Tương ưng kinh, Samyutta Nikaya, chương 1, tương ưng chư thiên. Năm La Mã, phẩm thiêu cháy. Bài 5 Bậc Hoàng. Năm La Mã, Bậc Hoàn Toàn, Bậc Viên Mãn Toàn Thiện, thấy được nghĩa bí huyền, ban phát chân trí tuệ, thoát ly khỏi dục tạng, thấy được Bậc Toàn Trí, Bậc Thiện, tuệ trí giác, vị Đại Thánh dấn bước trên con đường Thánh Đạo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thủ lành thai. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Và kính lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính lễ Ngài Trí Đức. Và chào Đại Đức Pháp Trang. Và chào tất cả quý tu nữ và tử. Và hôm nay thì chúng ta học đến cái đoạn thứ 5, Bậc Hoàn Toàn. Và trước khi vào thời Pháp, xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh. Hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là vô phạm quyền sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khai Ngang kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì hôm nay cái đoạn này nó ngắn. Cảm ơn cô Quỳnh, cảm ơn cô Như Quang cũng như cô Hồng Thị Kim Nhung. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu bậc viên mãn hoàn
bậc viên mãn toàn diện thấy được nghĩa bí truyền, bí quyền, ban phát chân trí tuệ, thoát ly khỏi dục tạng, thấy được bậc toàn trí, bậc thiện thệ trí giác, vị đại thánh những bước trên con đường thánh đạo. Thì ở đây những cái câu Phật ngôn này là tán thán về bậc chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy rằng cái hồng danh thứ hai của Đức Phật đó là Samma Sambuddho, là chánh biến tri. Thì cái nghĩa của cái hồng danh này đó, nó có những cái như sao á, chữ Samma là thông suốt các pháp một cách tường tận, rõ ràng, chân chánh. Xá năng nó là tự mình nỗ lực tìm tòi, không có người hướng dẫn chỉ dạy. Bút thô là bậc hoàn toàn giác ngộ. Thì cái từ Samma Sambuddho này đó là nó gồm có ghép giữa ba từ Samma, Xá năng với Sambuddho, tức là cái sự giác ngộ hoàn toàn và có khả năng giảng dạy các cái pháp đó. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng bậc viên mãn hoàn viên mãn toàn diện thấy được nghĩa bí quyền. Thành ra Đức Phật khi mà đạt đến quả vị mà chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài thông hiểu tất cả các pháp ở trong thế gian, từ pháp hiệp thế cho đến các pháp siêu thế. Rồi đó là những cái pháp mà nó có những cái ý nghĩa sâu xa mà chúng sanh khó mà thấy được. Ví dụ như cái chân đế, tứ diệu đế, trong đó khổ đế. Khổ đế thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nguyên nhân của khổ thì không ai có thể chỉ ra được. Chưa nói gì đến cái diệt đế và đạo đế. Nhìn với trí tuệ thì Đức Phật mới chỉ ra được cái nguyên nhân của khổ đau. Chứ còn trước khi mà Đức Thế Tôn đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác thì những cái vị giáo chủ của các ngoại đạo đó thì cũng đưa ra, mỗi người đưa ra một cái luận thuyết nhưng mà không có ai chỉ đúng cái nguyên nhân của khổ đau. Rồi chính nhờ mà cái trí tuệ khi mà ngài đã giác ngộ hoàn toàn đó thì ngài mới ban phát, tức là đem những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình để mà giảng thuyết cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà những chúng sanh nào có hữu duyên, có duyên lành, những chúng sanh đã tạo trữ những cái công đức phước báo từ quá khứ thì những chúng sanh đó mới có thể lãnh hội, lắng nghe và thực hành cái lời dạy của ngài mới đi đến cái sự giải thoát. Và khi mà nghe rồi đó thì thoát ly khỏi dục tạng. Ở đây là những cái mầm móng, những cái mầm móng và dục vọng ngủ ngầm ở trong nội tâm. Thấy được bậc toàn trí, bậc thiện tuệ trí giác, vị đại thánh dấn bước trên con đường thánh đạo. Tức là khi mà chúng ta hiểu biết được
thì thấy được cái trí tuệ của bậc đã hoàn toàn giác ngộ, trở thành một cái vị thánh nhân cao thượng nhất ở trong cái tam giới này, và có khả năng dẫn dắt chúng sanh đi đến cái sự giải thoát, đi đến đạt đến những cái thánh đạo từ bậc thánh hữu học cho đến bậc thánh lậu tận hoàn toàn. Thì giải thích về cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì khi mà Bồ Tát đã đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, tức là tất cả các cái lậu hoặc ô nhiễm phiền não và đã đào bứng tận gốc rễ, rồi ngài dùng trí tuệ quán sát về cái nguyên nhân của khổ từ đâu mà ra, cho nên là từ đó mà ngài tìm ra được cái chân lý gì tứ diệu đế, tức là khổ tập diệt đạo, khổ nguyên nhân của khổ, rồi một cái trạng thái hoàn toàn chấm dứt khổ đau, và cái phương pháp thực hành để đạt đến cái trạng thái chấm dứt khổ đau. Thì cái ý thứ nhất là trí hiểu biết về sự thật, tức là trí hiểu biết tường tận về cái chân lý tứ diệu đế. Rồi khi mà ngài hiểu được cái nguyên nhân của khổ, rồi ngài quán sát, nếu mà có cái nguyên nhân khổ thì sẽ có một cái trạng thái hoàn toàn diệt tắt tất cả những cái khổ đau. Mà muốn diệt tắt tất cả những cái khổ đau đó thì sao? Phải thực hành, phải thực hành những cái phương pháp, những cái phương pháp thực hành để diệt trừ tất cả những cái khổ đau này, từ thực hành đầy đủ các pháp độ từ thấp đến cao. Rồi sau đó thì thực hành cái gì? Thực hành cái chân lý về tứ diệu đế đó. Trong đó thì cái quan trọng là cái đạo đế hay là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thực hành tròn đủ đầy đủ trở thành bát thánh đạo, thì những chúng sanh đó sẽ đạt đến những cái tầng thánh hữu học, từ bậc thánh nhập lưu Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Nếu mà những chúng sanh nào tạo trữ đầy đủ các pháp độ túc duyên đầy đủ thì có thể đạt đến tầng thánh cao tột, thánh vô lậu, diệt tận tất cả hoàn toàn mầm mống phiền não, chấm dứt tái sanh luân hồi đó. Cho nên là với trí tuệ mà hiểu biết các cái chân lý và hiểu biết được cái đạo lộ để diệt khổ, đạt đến cái trạng thái hoàn toàn an vui tịch tịnh, thì đó là cái trí tuệ gọi là sách chành nhà nát. Đó là cái trí tuệ hiểu biết hoàn toàn về cái bốn cái chân lý. Rồi cái ý thứ hai là trí tuệ hiểu biết tác dụng của tứ đế. Thì cái tác dụng của tứ đế là ngài biết rõ sử dụng trong tứ đế, như là khổ đế cần phải biết. Nhiều người khổ, họ chỉ thấy biết cái khổ mà họ không biết. Khi mà những cái chúng sanh phàm phu, phàm nhân hay sao, khi mà khổ thì khóc la than gian, nhưng mà không biết cái nguyên nhân khổ từ đâu.
Khi mà cái trạng thái khổ đau thì khóc lóc than gian trách móc, nhưng mà sao qua cái cơn khổ rồi đó thì sao quên đi, lại tiếp tục bám níu vào những cái vật chất thế gian, tài tình danh lợi, chạy đuổi theo trần cảnh để thỏa mãn những cái ham muốn, vậy đó. Hồi mà khổ đau bệnh tật rồi nó đang diễn ra đó, thì trời ơi giái gian cầu mong là thần thánh rồi ủng hộ. Nhưng mà khi mà qua cái cơn khổ rồi đó thì quên, không có chịu lo tu tập, không có lo chịu học hành. Cho nên á là khi nào mà cái cơn đau bệnh, những cái hoạn nạn nó xảy ra đó, thì bắt đầu họ mới sợ, rồi họ hướng thiện, đi chùa, đi chiền, đi miếu này miếu nọ, giái gian cầu khấn. Mà khi mà cái hoạn nạn nó qua rồi họ quên, họ lại say đắm ở trong thế gian. Cho nên cái khổ mình phải biết. Khi mà mình biết cái khổ nó xuất phát từ đâu, cái nguyên nhân từ đâu, là những cái tham lam, những cái nhân bất thiện từ quá khứ do phiền não sai sử, do vô minh tà kiến, chúng ta hiểu biết sai lầm, chúng ta đã tạo trữ, cho nên bây giờ là nó những cái nhân đã gieo thì bây giờ quả nó trổ, thì không phải riêng có mình cô không, mà trong đó cũng có rất là nhiều người. Ngay cả cái thời gian mà trước khi mà sư hiểu biết Phật pháp thì sư cũng có nằm ở trong đó luôn đó. Nhưng mà may mắn nhờ mình có cái nhân duyên, mình học hiểu được Phật pháp, thì bắt đầu mình mới nhờ cái kinh điển mà lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới ý thức được. Khi mà chúng ta hiểu biết được thì sao, chúng ta tìm hiểu về cái nguyên nhân, cái nguyên nhân thì cái tập đế này đó chúng ta cần phải trừ, chúng ta sửa đổi sao hồi đó mình biết vô minh sai lầm tà kiến, mình thực hành theo những cái pháp môn tà dạy, rồi để gây những cái hậu quả khổ đau. Cho nên bây giờ mình chuyển đổi, bây giờ sao mình phải theo lời Đức Phật dạy là mình thực hành cái đạo đế. Đạo đế ở đó mình tìm hiểu đầy đủ những cái phương pháp thực hành. Ví dụ như mình nói rộng thì trong đó là có 37 pháp trợ đạo. Rồi chúng ta thực hành tất cả những cái thiện pháp, bố thí, trì giới, tu tiến đó. Trong đó là cái quan trọng, tức là cái phần tu tiến thì thực hành các cái thiện sự, rồi mình thực hành cái gì, những cái phước lành, tạo trữ những cái công đức phước báo, rồi thực hành cái thiền định để cho cái nội tâm nó được an tịnh, thực hành thiền tuệ để phát triển trí tuệ, để có đủ sức để mà diệt trừ, đào bứng tất cả những cái pháp, những cái dục lậu mà tà kiến lậu, hữu lậu, vô minh lậu ở trong nội tâm, để diệt trừ tất cả những cái mầm móng của phiền não, thực hành đầy đủ các cái tám cái bổn phận hay là bát chánh đạo. Thì khi mà chúng ta diệt trừ tất cả những cái lậu hoặc phiền não đó thì chúng ta sẽ đạt đến cái
cái diệt đế, tức là cái trạng thái hoàn toàn chấm dứt những cái khổ đau. À, và sau khi mà thân huệ mạng chung thì sẽ không còn tái sanh ở trong dòng sanh tử luân hồi. Thì khi mà với trí tuệ mà hiểu biết đầy đủ các cái phương pháp để thực hành để đạt đến cái diệt tận hoàn toàn khổ đau, thì đó là cái trí tuệ gọi là kích chân nhà ná. Đó là cái trí tuệ hiểu biết cái tác dụng của tứ đế. Rồi cái trí tuệ thứ ba là trí tuệ thực chứng phát sanh, tức là ngài đã hiểu tường tận về tứ diệu đế, khổ đế phải biết, tập đế phần cần phải trừ tuyệt hoàn toàn, đạo đế cần phải tu tập cho viên mãn, và diệt đế cần phải chứng đắc. Thì khi mà hiểu biết rành rẽ về cái tứ đế và các cái bổn phận đã thực hành đầy đủ, thì ngài đã liễu tri về khổ đế, tập đế đã trừ khử hoàn toàn, diệt đế đã đặt thành nhờ thực hành cái đạo đế, tu tập viên mãn. Thì giai đoạn này gọi là cá tành nhà ná, là cái trí tuệ đã thực hành đầy đủ về tứ diệu đế. Khi mà tuệ chứng ngộ tứ đế theo ba luân 12 thể, ba luân 12 thể là cái gì? Ba luân là ba cái thời kỳ, quá khứ, hiện tại và vị lai. Theo cái chiều hướng của 12 cái chiều pháp là gọi là cái duyên sanh và duyên diệt, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Đó, khi mà ngài chứng đắc quả vị rồi đó, ngài dùng trí tuệ ngài quán xét theo cái chiều phát sanh, rồi sau khi quán sát theo chiều phát sanh, ngài quán sát theo chiều duyệt, đó, để thấy được cái sự vận hành của các pháp. Ba luân là gì? Nó gồm có là ba cái dòng. Ba cái dòng này thì nó trói buộc chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi. Thì cái hai trục quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì quá khứ còn có là vô minh hành, vì vô minh chúng ta mới hành động để tạo trữ những cái bất thiện, chính vì vô minh duyên hành này mới tạo ra ái thủ hữu. Rồi chính những cái nhân quá khứ này đó, nó đưa đến cái hệ trục hiện tại là gì? Là năm quả hiện tại là thức, cái thức cái đây là cái thức nó dẫn dắt đi tái sanh. Rồi khi mà thức dẫn dắt đi tái sanh nương gá vào một cái đời sống mới thì có gì? Có danh sắc, rồi sao? Phát triển sáu căn là lục nhập. Rồi khi mà sáu căn nó xúc chạm với lục trần thì sanh ra xúc, xúc thì sanh ra thọ, mà thọ thì sao? Thọ thì có ái, mà ái thủ hữu là tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa. Đó, thì chính vì những cái chúng ta không hiểu biết năm cái những cái quá nhân, năm nhân quá khứ nó đưa đến
năm cái quả hiện tại, rồi chúng ta tiếp tục gieo những cái nhân trong đời sống hiện tại, là vô minh hành, tiếp tục tạo trữ những cái nhân bất thiện thì sao, tiếp tục trôi lăn trong cái thời vị lai là thức danh sắc chút nhập xúc thọ nữa đó. Cho nên đó, chúng ta quẩn quanh quay cuồng ở trong cái vòng quay của thế gian sanh tử luân hồi, chết đi sống lại. Cho nên khi mà Đức Phật đã thực chứng được cái chân lý về tứ diệu đế, rồi ngài có khả năng giảng giải tường tận cái chân lý tứ diệu đế, giảng giải tất cả các pháp hiệp thế cũng như siêu thế, để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi trầm luân sanh tử luân hồi. Cho nên là ngài mới đạt được cái hồng danh là Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác chánh biến tri. Tại vì có ba hạng, có ba hạng a la hán. A la hán này là sự giải thoát, hay là mình nói mà ấy là Phật. Nhưng mà cái bậc cao nhất là bậc Samma Sambuddho, là bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi cái bậc thứ hai là gì, là thinh văn giác, tức là cái bậc này đó cũng đạt đến quả vị a la hán, nhưng mà nhờ nghe sự giảng dạy của bậc chánh đẳng chánh giác mà chứng đắc. Rồi cái bậc mà độc giác phật thì khi mà cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác không có xuất hiện ở thế gian ấy, những vị đạo sĩ tu tập thực hành giáo pháp cũng đạt đến sự giải thoát, nhưng mà chỉ giải thoát cho cá nhân riêng mình, không có khả năng để giảng dạy giáo pháp. Thì những vị này cũng giải thoát, nhưng mà chỉ giải thoát cá nhân mình thôi, cho nên gọi là độc giác Phật. Còn cái vị mà chánh đẳng chánh giác thì phải tạo trữ công đức rất là nhiều, phải tạo trữ đầy đủ 30 pháp độ, rồi phải được các vị Phật thọ ký đó. Cho nên là cái thời gian mà có một vị Phật mà xuất hiện ở thế gian thì nó rất là khó, và chúng ta hữu duyên lắm chúng ta mới có sanh ra được cái thời kỳ mà giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này. Cho nên là mặc dù chúng ta không có may mắn sanh ra trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền, nhưng mà ít ra chúng ta còn có nếm được cái hương vị của giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, được các bậc A Sa Lê, các bậc trí tuệ kết tập tâm tạng, rồi được các cái các bậc dày công phiên dịch, như ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, hay là các bậc trưởng lão của hệ phái Phật giáo Nam Tông như ngài Hộ Tông, ngài Bửu Chơn, ngài Tịnh Sự, rất nhiều những cái công đức của các ngài. Chúng ta may mắn, chúng ta có sự hiểu biết được cái giáo pháp, cái chánh pháp, để mà chúng ta xa lìa những cái phương pháp lệch lạc sai lầm. Thành ra đó, chúng ta cũng có
cũng có duyên lành á. À, cho nên bây giờ mình phải ráng chúng ta thực hành. Thứ nhất là chúng ta tạo trữ công đức phước báo cho chính bản thân mình bằng cách là dung ngồi những cái kiến thức Phật pháp, rồi điều kiện khả năng sức khỏe của mình đến đâu thì mình hành đến đó. Thứ hai là gì? Chúng ta chính những cái việc lành, những cái thiện sự ngay trong đời sống này nè, là gì? Là những cái nhân duyên, nhân duyên để chúng ta có thể gặp được Đức Phật trong ngày vị lai. Rồi chính những cái nhân lành dung bồi này đó, nó là gì? Nó sẽ là hành trang, nó là những cái tư lương, những cái hành trang trong những kiếp sống tương lai của chúng ta. Rồi, và sao? Và cái thứ ba đó, khi mà mỗi khi mà chúng ta thực hành các cái thiện pháp, các cái thiện sự, là chúng ta gìn giữ cái giáo pháp của Đức Phật. Quý vị biết rằng cái giáo pháp của Đức Phật Gotama trải qua một cái thời gian rất lâu ở thế gian này không có xuất hiện cái giáo pháp của bậc chánh đẳng hạnh giác, cho đến khi mà ngài quán sát, ngài thấy đầy đủ nhân duyên, ngài mới tái sanh cõi nhân loại, tu tập kiếp chót mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, và ngài đem cái giáo pháp giảng dạy. Thành ra đó, cái di huấn khi mà Thế Tôn sắp sửa vô dương niết bàn là Đức Phật dạy gì? Những tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ nào thương tưởng Như Lai, cúng dường đến Như Lai, thì hãy thực hành lời dạy của Như Lai. Những người nào mà thực hành cái lời dạy của Như Lai là cúng dường đến Như Lai bằng cách cao thượng nhất. Cho nên là khi mà quý vị mà thực hành các cái thiện pháp, các cái thiện sự, là cái phước thứ ba là chúng ta là dâng cúng đến Đức Phật bằng cách cao thượng nhất. Đó, cho nên á là khi mà chúng ta thực hành các pháp là đem đến lợi ích cho chính bản thân, tạo trữ những cái công đức phước báo hành trang tư lương trong thời kỳ vị lai, rồi chúng ta cúng dường đến Đức Phật bằng cách cao thượng nhất, và một cái phước nữa là chúng ta góp phần để mà gìn giữ cái giáo pháp của Đức Phật. Ngày nào mà ở trong thế gian còn có những người thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì cái giáo pháp nó sẽ còn hiển lộ. Cho đến khi mà tâm tánh chúng sanh đầy rẫy những cái ác pháp thì lúc đó không còn ai mà thực hành cái giáo pháp thì gọi là cái giáo pháp bị mai một. Mai một đây không phải là nó mất đi, pháp thì luôn luôn nó xuất hiện ở thế gian này, nhưng mà vì những chúng sanh lúc đó cái tâm tánh, cái ác pháp nó quá mạnh, cho nên là không ai mà còn thực hành dù là một pháp. Mà tới chừng đó bố thí không ai làm, thậm chí trong cái năm giới căn bản một pháp thôi, một pháp là giữ cái giới không sát sanh cũng không có còn ai làm hết nữa. Cho nên là gọi là cái giáo pháp nó bị tiêu hoại.
tiêu hoại đây là gì? Không còn ai thực hành nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực để chúng ta tạo trữ cho phước báo cho chính bản thân. Rồi sao? Chính nhờ những cái dung bồi, những cái công đức này nè, thì khi mà chúng ta may mắn, những cái thời kỳ mà ác pháp á, chúng ta tái sanh những cái nơi mà an vui, an ổn, rồi sao? Tiếp tục đến khi mà Đức Phật trong ngày Vị Lai xuất hiện ở thế gian này, nếu mà chúng ta đã tạo trữ đầy đủ các cái công đức, cũng như tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ phước báo, thì sao? Chúng ta may mắn xuất hiện ở thế gian thì Đức Phật trong ngày Vị Lai ngài cũng dùng tệ nhãn ngài quán sát, quán sát, thì may mắn lúc đó đó cái hình ảnh của chúng ta mới xuất hiện ở trong cái tệ nhãn của ngài, thì ngài mới có thể tế độ. Chứ còn nếu mà ngày nào Đức Phật quán sát bốn phương tám hướng nhưng mà lúc đó chúng ta tạo cái phước báo chưa đầy đủ, chúng ta còn sai lầm tà kiến, thì sao? Thì chúng ta cũng không thể nào mà lọt vào cái vọng trí, cái tệ nhãn của Đức Phật được. Thì sao? Chúng ta sẽ còn tiếp tục trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên khi được mà thấy được bậc toàn trí, bậc thiện tuệ trí giác, cái vị đã đạt đến cái thánh đạo chấm dứt hoàn toàn, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành và đi theo cái bước chân của ngài, để chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Cái con đường hướng đến cái sự giải thoát bát chánh đạo, Bồ Tát đã dọn những cái gai gốc, trong gai ngài đã dọn cái con đường. Bây giờ nếu mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta sẽ nỗ lực, chúng ta đi trên cái con đường đó, thì sẽ đạt đến cái sự giải thoát này. Giống như ngài, quý vị thấy rằng ngài với cái hạnh trí tuệ trải qua cái thời gian đằng đẵng, từ khi mà ngài phát nguyện trở thành cái vị Bồ Tát có hạnh nguyện giải thoát với trí tuệ, phải trải qua tất cả là 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Từ phát nguyện trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, và sau khi được các bậc chánh đẳng chánh giác thọ ký rồi đó, thì ngài còn phải thực hành 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chứng đắc quả vị của một vị Bồ Tát rất là khó. Mà nếu mà Đức Phật trong Đức Phật Di Lặc trong ngày Vị Lai thì ngài có cái hạnh là tinh tấn, là nó trải qua một cái thời gian gấp 3 lần cái vị mà hạnh trí tuệ. Thành ra cái thời gian mà tạo trữ công đức phước báo đó nó rất là khủng khiếp. Chỉ có những cái bậc mà có cái chí nguyện dũng mãnh, đại hùng đại lực đó, thì mới có thể mà thực hành đầy đủ các pháp độ và đạt đến cái chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta cố gắng nỗ lực tu học, dầu chúng ta chưa đạt được thánh đạo hay là thánh quả nào, nhưng mà ít ra đây là những cái nhân lành
để chúng ta có sự nỗ lực tiếp tục tu tập trong nhiều kiếp sống. Chúng ta nguyện là với cái phước báo chúng ta thực hành bằng những cái hạnh lành, rồi chúng ta học tập về cái con đường chân chánh, những cái chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. Với cái phước báo này, cầu mong sẽ hỗ trợ chúng ta trong tương lai kiếp nào cũng sanh ra gặp được chánh pháp để tiếp tục nỗ lực tu tập để đạt đến sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì nếu mà chúng ta có cái chí nguyện như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến nỗ lực tu tập, tạo trữ đầy đủ các cấp độ dung bồi trí tuệ mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ đạt đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thành ra đó, cái thánh đạo thánh quả không có thể ban phát được, mà mình phải bản thân mỗi cá nhân phải nỗ lực thực hành. Đức Phật ngài đã giảng dạy chỉ ra những cái phương pháp, sư thì cũng chỉ là dựa vào kinh điển, dựa vào lời dạy Đức Phật cho các bậc tôn túc trưởng lão đã dịch, phiên dịch, và các bậc đã trung tuyên theo lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ thì sư cũng học, và sư cũng giảng giải chia sẻ với quý vị. Nhưng mà nếu mà mình tự mỗi người chúng ta phải dấn bước, phải thực hành đầy đủ thì chúng ta sẽ đi đến giải thoát. Còn nếu mà bây giờ chúng ta chảnh mãn dễ vui, mình nghe nhưng mà nhiều cái là mình không có sự nỗ lực tinh tấn thực hành thì sao? Thì chúng ta giàu có cầu khấn gian sinh thì cái đạo quả nó cũng không có thể đến với mình được. Cho nên là Đức Phật nói là tự giác giác tha, ngài phải có sự giác ngộ, ngài mới giảng dạy cho người khác. Rồi bản thân mình cũng phải học, phải tìm hiểu, phải giác ngộ, rồi mình mới chia sẻ, mình chỉ dẫn, mình hướng dẫn cho người khác được. Đó, thành ra đó, Đức Phật nói sao? Đức Phật chỉ giảng dạy những gì ngài thực hành. Nhờ có sự thực hành, ngài đã đi đến nơi giải thoát. Và sau khi đến nơi giải thoát rồi thì ngài dạy cái phương pháp để thực hành, để đi đến nơi giải thoát giống như ngài. Ngài giảng dạy những gì ngài thực hành, và ngài thực hành những gì mà ngài giảng dạy. Có bao nhiêu nữa thôi. Thành ra đó, chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình mong cầu trở thành bậc thánh nhân hữu học, đi đến nơi giải thoát, thì mình cũng phải thực hành đầy đủ những cái bổn phận đó, thì chúng ta sẽ đạt được. Thì qua cái câu thứ năm, bậc hoàn toàn, thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị những cái hiểu biết trong cái phần chánh kinh, cũng như qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Lễ Thầy Nhi, và kính chúc tất cả quý vị có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chúng ta nỗ lực thực hành trên cái con đường chân chánh để đạt đến thánh đạo thánh quả, chấm dứt sanh tử luân hồi trong ngày vị lai.
Với phước báo này cầu mong chư thiên quan hỷ và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh sư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thủ lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn chị Meta, cảm ơn thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và kính chào hiển mộng người giao đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tích nước ở tỉnh thất thiện hữu ạ. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ bây giờ thì trong khi chờ đợi sư dùng nước, dạ con cung thỉnh quý ngài và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể chia sẻ cái hiểu trong cái bài học của thượng tọa Pháp Thanh giảng ngày hôm nay. Dạ nhất là quý ngài thì có thể chia sẻ rộng rãi hơn cho chúng con hiểu thêm bài học này, tại con thấy bài học này sao nó vắn tắt quá, con ngồi con nghe mà con muốn lùng bùng luôn đó. Dạ tại vì quá là gọn gàng, chỉ có quý ngài mới có thể giảng giải mới hiểu, chứ còn đọc vô con không có hiểu gì hết. Dạ mà con nghe sư Pháp Thanh giảng thì con hiểu được một chút. Quý vị trong đạo tràng có ai hay hơn Nhật Quỳnh không? Dạ chia sẻ giùm đi cho Nhật Quỳnh hiểu thêm đi. Dạ giống khi chờ đợi cho sư nghỉ ngơi một lát rồi tại Đức Pháp Trang sợ con thỉnh lên. Wow, con tính đang nói xấu sư bạch sư, con tưởng đâu sư sợ con thỉnh sư lên chia sẻ, sư chạy trước chứ. Dạ nắm một bức thai giá. Dạ đại đức Pháp Trang có trước máy không, có thể cầm mic được không? Theo như lời mời của thượng tọa Pháp Thanh, con cũng xin thỉnh sư. Dạ sư giảng rộng thêm về bài này cho chúng con hiểu được không bạch sư? Một bức thai giá. Dạ đại đức Pháp Trang có trước máy không? Rồi bữa nay đường nét của sư có vấn đề rồi. Con nãy giờ con cũng muốn khung với cái đường nét của con. Nó chập chờn riết thôi. Không biết nó tại làm sao mà cái máy con nó cứ chập chờn. Bậc viên mãn toàn diện thấy được nghĩa bí quyền, ban phát chân trí tuệ thoát ly khỏi dục tàn. Thấy được bậc toàn trí bậc thiện tuệ trí giác, vì đại thánh dấn bước trên con đường thánh đạo. Kim Nhung ơi, Kim Nhung, Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung học ở chùa Vĩ Đức gần gũi với quý sư rất là nhiều. Mời Kim Nhung lên chia sẻ cái hiểu biết trong bài học này đi Kim Nhung, cho thượng tọa Pháp Thanh nghỉ chút đi. Thấy giọng nói của thượng tọa Pháp Thanh cũng không có được khỏe lắm. Dạ mời Kim Nhung nha, Kim Nhung đâu rồi? Mời Kim Nhung lên chia sẻ cái hiểu trong cái bài học này đi. Rồi mời Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn chị Meta, cảm ơn chị Vũ. Dạ, em thấy chị Nhật Huỳnh thiệt là khéo luôn á, mời thiệt khéo. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ, trong bài học ngày hôm nay thì con cũng giống như chị Nhật Huỳnh là thấy bài rất là mênh mông, nói về Đức Phật thì nó là vô cùng tận trí của Đức Phật thì mình không thể nghĩ bàn được. Nội dung thì rất là ngắn gọn, nhưng mà để hiểu về trong cái nội dung này thì tụi con vẫn chưa hiểu hết. Nhưng mà qua cái lời giảng dạy của sư Pháp Thanh thì con cũng hiểu ra được một phần nào. Lời giảng dạy của sư về cái bài học thì con chỉ hiểu được theo cái trí hiểu của tụi con thôi. Nhưng
Con thấy là qua cái lời giảng của sư Pháp Thanh á, thì con cũng thấy mình giống như lời sư giảng vậy đó. Tức là khi mình thấy khổ thì mình buồn phiền, mình than thở, rồi cái mình rất là buồn trong tâm. Nhưng mà khi qua cái khổ rồi á, thì riêng đối với con thì con không có quên, con vẫn biết là mình vẫn còn khổ ở đâu đó mà nó cũng sẽ hiện lên. Khi mà nó có đủ điều kiện thì nó cái khổ đó nó sẽ quay lại. Con cũng cố gắng tu tập, cũng cố gắng học pháp hành pháp, nhưng mà là chắc trí của con lại thành ra là con vẫn chưa hiểu được, con vẫn chưa hiểu được cái nguyên nhân sâu xa của khổ. Nên là con vẫn còn khổ, nên khi cái khổ nó quay trở lại thì con rất là buồn phiền ở trong tâm. Con cũng biết là do mình phước thì mỏng mà nghiệp thì do đó là mình còn còn rất là khổ. Nhưng mà con cũng chưa biết làm cách nào để mình phải hiểu tường tận được cái khổ của chính mình, để mình phải hiểu được cái khổ thì mình mới thoát được khổ. Thì con chỉ biết cái khổ theo cái nghĩa về về đời thường thôi, là khi mình gặp cảnh đó mà mình không xoay chuyển được thì bây giờ mình phải chỉ có mình tác ý khéo là mình biết đó là do cái nghiệp của mình đã gieo ở quá khứ, thì mình chấp nhận đó. Nhưng mà thật sự ngấm ngầm ở trong tâm thì mình vẫn là còn rất là đau khổ. Thì con cũng chưa biết làm cách nào để mình hiểu được cái khổ một cách khổ, mình hiểu được khổ hơn để mình thoát được khổ thì con cũng chưa biết ạ. Con cũng cố gắng nhưng mà chắc là chưa tới nơi. Con cũng sẽ cố gắng học pháp hành pháp thêm. Dạ con, ý con thì chỉ có như vậy thưa sư. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sun Ga Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh cũng như cảm ơn cô Kim Nhung. Thì hồi đó ngài Hòa thượng Pháp Lạc ngài hay nói kiến quả mới trì phước. Bây giờ mình không biết cái phước mình nó như thế nào, nhưng mà bây giờ mình nhìn xung quanh, mình nhìn xung quanh trong đời sống mà bây giờ người ta khốn khó, người ta khổ đau còn hơn mình nữa, thì mình biết mình cũng có phước hơn người ta, không? Bây giờ quý vị nhìn coi, tai ương dịch họa tràn lan ở trên thế giới này, chứ không phải riêng ở đâu đó, không? Nhưng mà mình còn được sự an ổn, gia đình mình cũng còn có cái ăn, cũng còn có cái chỗ che mưa đục nắng nó kín đáo, không? Vậy là mình cũng có sự hạnh phúc rồi đó, mình cũng có phước rồi đó, không? Rồi bây giờ quý vị thấy người ta khổ biết bao nhiêu, thiên tai lũ lụt bây giờ nó tràn lan, hàng triệu triệu gia đình đó là mất mát nhà cửa tài sản. Giờ này mà quý vị mà còn lắng nghe, còn nỗ lực học hỏi chánh pháp thì mình cũng còn có cái phước rồi đó. Cái phước nó che án mình tránh được những cái dịch quả bệnh tật, thiên tai lũ lụt, đói khát khổ đau đó. Thành ra đó mình á nhìn lên thì mình không bằng ai, mình đừng nhìn lên mình so sánh với những ông đại gia, những cái người mà tỷ phú, những người mà siêu trí tuệ, nhưng mà mình hãy nhìn xuống đi, mình nhìn xuống đi để mình thấy, té ra mình cũng còn có phước hơn nhiều người,
Tội nghiệp những người bây giờ là họ phải lê lết đầu đường xó chợ, đói khát, không có trú xứ, không nơi nương tựa, như thế nào. Thành ra đó, mình cứ cầu mong, nhưng mà mình không thấy được, mình cũng có cái phước đó. Cho nên bây giờ mình phải ráng, mình phải ráng nỗ lực, mình tích trữ, mình tu tập, mình sửa đổi những cái hiểu biết sai lầm, mình dung bồi những cái trí tuệ, rồi mình thực hành lời dạy của Đức Phật, thì sao? Thì mình sẽ có cái phước nhiều hơn, mình sẽ được an ổn nhiều hơn, mình sẽ giảm thiểu những cái khổ đau. Còn nếu mà mình biết mình cũng quay cuồng trong vô minh phiền não, trong khi khổ đau á, thì mình không có tìm hiểu được, rồi mình cũng chạy đi miếu này núi nọ, đình này chùa kia, rồi cầu khấn gian sinh thần linh rồi này kia nọ hỗ trợ, thì đó là chúng ta còn gì, còn dính mắc trong những cái tà kiến sai lầm. Mình biết được cái khổ đau này là những cái nhân từ quá khứ, bây giờ mình kham nhẫn, mình chấp nhận, mình vượt qua, rồi mình cố gắng, mình nỗ lực, tại vì mà mình càng mong cầu nhiều thì mình khổ nhiều, mà mình không có mong cầu gì hết á thì mình không có khổ, không? Tại vì mình còn cầu mong cho con cái cho được thành đạt, cầu mong cho nó thi đậu đại học, trở thành kỹ sư, bác sĩ gì đó, nhưng mà nếu mà nó không có phước thì nó không đạt được, mà mình cứ cầu mong cầu khấn gian sinh thì càng khổ. Bây giờ mình cầu mong cho mình khỏe mạnh, nhưng mà do cái nhân duyên, cái điều kiện, những cái nhân xấu đã gieo, bây giờ cái quả nó đến, mà bây giờ mình mà cầu mong sao mà hết được. Cho nên là cầu không được thì khổ, phải không? Cho nên mình biết tri túc, mình biết chấp nhận, để chúng ta sẽ có được sự an ổn, và chúng ta cố gắng nỗ lực tạo trữ thêm những cái điều kiện công đức phước báo, bất cứ những cái điều kiện nào, những cái hạnh lành nào, những cái pháp thiện nào mà chúng ta có thể thực hành được thì chúng ta sẽ thực hành. Có đôi lúc những cái pháp thiện không phải đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, phải tốn kém gì mà mới thực hành. Mỗi ngày quý vị dành ra chừng 5 phút quý vị lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt thôi, không cần đọc hết, mà mình đọc 10 cái hồng danh của Đức Phật, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nó đâu có tốn kém gì đâu. Nó không phải cao xa khó khăn gì hết, nhưng mà tại vì mình dễ vui, mình chịu thực hành, mỗi ngày mình dành ra chừng 5 phút, khi mình lên mình nằm mà mình chưa có ngủ, mình theo dõi cái hơi thở của mình, hơi thở vô biết, thở vô thở ra biết, thở ra, để chi? Để mình thấy cái tính chất thay đổi vô thường. Lúc đó là khi mình chú tâm vào cái hơi thở, để mình bỏ đi tất cả những cái lo âu toan tính, thì lúc đó là mình sẽ được an ổn. Mà cái thực hành này nó đâu có đòi hỏi là tốn kém là thế này thế khác đâu, nhưng mà mình dễ vui. Những cái phương pháp nó rất là đơn giản, không có đòi hỏi gì nhiều, không có phải tốn kém gì nhiều, nhưng mà mình cũng bỏ qua, mình không thực hành,
Rồi nói trời ơi con bận quá, con bận quá suốt tối ngày, bận quá bận quá. Chính vì mình chảnh mãn dễ vui mình bỏ qua, mình không thực hành rồi đụng tới khi mà quả xấu nó đổ thì mình khóc lóc, mình rên la, mình than gian trách trời trách đất này kia. Mà trong lúc mình có sức khỏe, có trí tuệ, có điều kiện để mình thực hành thì mình dễ vui. Mình không lo cho mình, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho con, thậm chí là lo cho cháu nữa, mà quên lo cho mình. Cho nên Đức Phật đã dạy trong Pháp Vũ Kinh, quý vị học mà quý vị không có nhớ, dầu lo cho người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, phải lo cho chính mình. Đó, chứ không phải mà mình cứ lo cho người khác không, mà phải lo cho chính mình. Mỗi ngày mình lo cho gia đình bao nhiêu, nhưng mà ít ra đó, mình dành ra 5-10 phút để mình lo cho mình. Đó, bằng cách là niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Rồi mình bằng cách là mình tự phản tỉnh xem xét cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó là mình dung bồi, chứ cái thực hành, cái thực hành giáo pháp không phải là phải có tiền của cho nhiều rồi đi bố thí rồi phải giúp đỡ những cái người bần cùng neo đơn, rồi phải đi tới trường thiền để thực hành này kia nọ đủ thứ. Thì cái đó nếu mà mình có điều kiện mình làm thì cũng tốt, nhưng mà những cái pháp thực hành rất là đơn giản, thực hành rất đơn giản, không có tốn kém mà không có đòi hỏi cầu kỳ hết, nhưng mà mình cũng không có biết để mình thực hành, mình bỏ hoài. Cho nên là quý vị nhớ, hằng ngày dầu lo cho người khác bao nhiêu cái bổn phận của mình, nhưng mà nhớ để dành thời gian lo cho chính mình với những cái phương pháp hết sức là đơn giản. Mỗi ngày dành ra 5-10 phút trước khi ngủ, mình dành ra 5-10 phút mình đọc hồng danh ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Rồi cái thời gian mà mình chưa có ngủ thì sao? Mình hành thiền, mình tập thôi. Thở vô, thở ra, phòng, xẹp, mình biết, mình theo dõi chặt chẽ tới chừng nào mà mình ngủ quên thì thôi. Rồi, giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy mình đừng có dội, mà hãy liền mình nằm đó. Sau khi mình biết trí tuệ tỉnh mẫn, hiểu biết đầy đủ, cũng vậy, dành ra 5 phút cũng vậy, niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Rồi dành ra 5 phút để hành thiền tu tập, cũng vậy, thở vô thở ra, hoặc là phòng xẹp mình biết đó. Thì cái phương pháp này nó có đòi hỏi gì nhiều đâu, thấy không? Mà sao mà thường xuyên mỗi ngày vậy đó, thì chúng ta cũng tạo trữ được cái phước báo. Chứ không phải là chừng nào mà tôi ngồi kiết già lưng thẳng rồi ngồi cả tiếng 2 tiếng đồng hồ mới có phước, hay là hoặc là đem tài sản tiền của rồi đi làm phước. Nhưng mà có nhiều khi những người họ làm vậy mà phước nó kém. Tại sao? Tại vì làm với cái tâm bất thiện, làm với cái sự cầu danh, làm với sự phê khoan, làm với cái tâm phiền não, thì làm sao có phước bằng cái
cái mà mình làm đơn giản với cái tâm an vui thanh tịnh trong sáng thì cái phước nó còn lớn hơn nhiều. À, thành ra đó chúng ta hiểu biết có những cái phương pháp đem đến cái phước báo cho chính mình mà nó rất là đơn giản, không có đòi hỏi tài vật hay là quá nhiều những cái nghi thức rườm rà, nhưng mà nó cũng đem đến cái lợi ích, cái phước báo. Thì chúng ta có thể chọn những cái phước báo mà dễ dàng để thực hành, để dung bồi. Ở đây thì sư cũng nhắc nhở quý vị đừng có nghĩ là phải làm những cái gì to lớn, nhưng mà những cái pháp rất là đơn giản, dễ thực hành, chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành ngay trong đời sống, ngay trong giây phút này, ngay trong giây phút hiện tại này, thì nó sẽ giúp cho quý vị, hỗ trợ cho quý vị có một sự an vui trong đời sống, và sẽ nỗ lực thực hành mạnh mẽ trong những ngày vị lai để hướng đến cái sự an vui, hạnh phúc, giải thoát. Thì cũng xin có đôi lời nhắc nhở và chia sẻ với tất cả quý vị, để chúng ta có những cái giây phút mà chúng ta dành cho chính mình tạo trữ những cái phước báo, những cái phước lành, nhưng mà hết sức là đơn giản. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực thực hành những cái thiện pháp để đem đến một đời sống an vui trong hiện tại. Nam mô Bổn Tài Gia. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thương Phật Thanh đã từ bi giảng dạy cũng như nhắc nhở chúng con tạo những cái thiện pháp. Nhìn rất là bình thường nhưng mà cũng rất là có lợi cho chúng con, lợi ngay đời này và ăn vui cho đời sau. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh mời Quỳnh Giang Nhất Hà. Giang Nhất Hà đâu rồi? Đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đi. Giang Nhất Hà ơi, hiểu biết bài học này như sao? Hồi nãy sư Pháp Thanh đã giảng đó, có gì đụng chạm với Giang Nhất Hà không? Có đụng chạm gì lên Thanh Minh Thanh Nga đi. Giang Nhất Hà đâu rồi? Alo alo, nãy giờ thấy Minh Quang cũng vào đậu tràng đó mất tiêu rồi. Kính chào Hoa Vô Thường, mới vừa vào đạo tràng. Cười gì? Có đụng chạm không? Mắt tối ngày lo vợ lo con, lo vợ lo con hoài phải không? Có hay không thì lên phân thanh Minh Thanh Nga vậy đi. Mau lên, Nhật Quỳnh ngoài bàn tay nha. Dạ, Nam Mô Bổn Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con không có câu hỏi, con không có ý kiến gì hết, nhưng mà con hơi có câu hỏi một chút xíu đó sư. Như là cái câu thứ nhì đó sư, là mình thấy được nghĩa bí huyền. Mà nếu mà như mà phàm nhân như chúng con thì không có được cái tuệ tư. Thì làm sao mà mình thấy được những cái nghĩa bí huyền sư? Nếu mà mình thính pháp hoặc mình học pháp thì mình có được cái mình dùng cái trí văn, trí tư với trí tu để mình học hỏi, mình nghe, mình chiêm nghiệm thì có phát sanh được những cái điều lợi lạc cho chính bản thân của mỗi người không? Sư có thể giảng rõ cái chỗ đó. Dạ, con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Cái thắc mắc của chú về cái thấy được nghĩa bí quyền thì đây đó, thấy được cái nghĩa bí quyền đó là cái ý nghĩa sâu xa mà chỉ có Đức Phật là cái bậc chánh đẳng chánh giác, ở trên là bậc viên mãn toàn diện, ở đây là chỉ cho cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, như hồi nãy sư nói đó, thì ngài mới thấy được những cái ý nghĩa sâu xa mà ở thế gian không có ai biết được, nhất là cái chân lý tứ diệu đế. Đó, ngài hiểu biết được, ngài mới ban phát chân trí tuệ, ngài giảng dạy chánh pháp để chi? Để chúng sanh thoát khỏi dục tạng. Dục tạng ở đây là sự sanh tử luân hồi đó. Có sanh thì có tử. Chính vì những cái vô minh tham sân mà chúng ta phải chịu đựng những cái thai bào, rồi chúng ta sanh rồi tử, sanh rồi tử, mà chỉ có bậc toàn giác, cái trí tuệ đầy đủ thì ngài mới chỉ ra được cái nguyên nhân mà chúng ta phải trôi lăn đó. Và cái gì, cái con đường này đó là ngài đã đạt đến là cái con đường thánh đạo, cho nên là bây giờ mình muốn thì mình phải dấn bước trên cái con đường đó để mình được giải thoát. Thành ra đó mình phải học, học suy tư, rồi mình phải thực hành, trí văn mình nghe mình học, trí tư là mình suy tư về cái lời dạy đó, mình phản tỉnh, mình xem xét những cái điều nào mà mình chưa có đúng thì mình phải sửa đổi, mình chấn chỉnh lại những cái còn mà sai lầm, những cái gì mà nó chưa đúng theo cái chánh pháp thì mình phải sửa đổi đó. Rồi sao mình phải thực hành, nó mới đưa đến cái kết quả. Bây giờ đơn giản thôi, giờ mình giữ cái giới không sát sanh. Tại sao mà Đức Phật dạy không sát sanh? Tại vì khi mà chúng ta làm những cái sự mà gây khổ đau đoạt mạng của những chúng sanh khác, đây là cái nhân xấu, cái nhân xấu và những cái nhân mà không có được tốt đẹp, chính những cái nhân này sao nó sẽ đem đến cái hậu quả mai mốt mình cũng bị người khác người ta hành hạ, làm khổ đau, và người ta cũng đoạt cái mạng sống của mình. Cho nên bây giờ phải tránh xa cái việc mà gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác, không có đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào đó. Chứ còn nếu mà mình học nhưng mà mình không sửa đổi, mình gặp con kiến mình cũng giết, gặp con muỗi mình cũng đập, thì làm sao mà mình giữ giới được đó. Cho nên cái đơn giản là như vậy, mình học rồi mình phải sư tư, mình tìm hiểu coi tại sao mà Đức Phật chế định cái học giới này, để mục đích để làm cái gì đó. Rồi xong mình học, mình suy tư, mình tìm hiểu rồi mình phải thực hành thì sẽ đem đến cái lợi ích đó. Cho nên á, có những cái ở thế gian, quý vị biết rằng cái 38 điều hạnh phúc á, ở thế gian từ cõi nhân loại cho tới chư thiên phạm thiên, người ta muốn tìm cái phương pháp để đem đến hạnh phúc nhưng mà một cái thời gian rất là lâu mà không ai tìm ra được đó. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới hiểu pháp nào
thực sự đem đến những cái hạnh phúc. Đó là cái nghĩa bí quyền đó. À, nó sâu xa, chỉ có trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác mới thấy được. Thì bây giờ Ngài đã giải đáp rồi, Ngài đã phân phát cho mình hiểu rồi đó. À, bây giờ mình phải sao? Muốn thoát khỏi những khổ đau sanh tử luân hồi thì sao? Mình phải dấn bước, mình phải thực hành theo 38 điều hạnh phúc, từ thấp đến cao, từ những pháp hạnh phúc hiệp thế, à, đi dần dần lên những cái con đường siêu thế, đạt đến những cái thánh đạo thánh quả, từ thánh hữu học cho đến bậc thánh lậu tận, thì chúng ta sẽ được an vui. À, như vậy đó, mình học, mình tìm hiểu, rồi mình phải suy tư, à, về cái nhân, cái quả. Tại sao, do cái nhân nào mà Đức Phật chế định những cái điều học này, Đức Phật dạy những cái lời này, rồi mình thực hành thì sẽ có được cái lợi ích, cái quả nó như thế nào. Đó, rồi sao? Mình suy tư, mình hiểu được nhân quả rồi, mình phải ráng thực hành, thì sẽ đem đến cái lợi ích trong đời sống, trong hiện tại cũng như vị lai. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Cận Sự Nam, và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. À, chú Giang Nhất Hà. Giờ bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của Vinh Quang Giang Nhất Hà. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Thì là ghê cái máy này, nó giật mình hoài vậy chứ. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Cái máy nó té hoài, con mất hết ý tưởng rồi. Cho con bảo vệ dạy. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, giờ biết rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn hơn 30 phút nữa. Kính mời quý vị có thể lên chia sẻ cái bài hiểu biết trong cái bài học ngày hôm nay không ạ? Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy sao em đu Xích Kim đâu rồi? Xích Kim sao bữa nay vô ngồi em đu gì Xích Kim? Thích Kim có ý kiến gì không trong bài học này không? Dạ, không ai có ý kiến. Sư cho con hỏi một câu của bạch sư. Ý kiến có một người ta kiểu như lúc nãy sư giảng, mình lo chồng, lo con, lo vợ, lo con, nhưng mà mình không biết lo cho cái thân mình. Thì có người thì người ta lại không có chịu lo chồng, lo con, mà ta lo thân người ta, có nghĩa là người ta giờ nó già rồi, thôi đi, ai có con thì tự nấy lo đi, rồi ai có chồng có vợ thì tự nấy lo đi, người ta không lo nữa, rồi người ta chỉ lo tu tập, người ta chỉ lo
tập thiền hoặc là lễ bái tam bảo hoặc là đọc kinh hay thế nào đó, này coi như là người ta cũng không quan tâm gì tới con cái hay là con cháu hay là chồng gì nữa đó. Như vậy thì cũng có người là nói ồ như vậy là ích kỷ quá, mình chỉ có biết lo cho mình không mà mình không có lo cho chồng cho con gì hết, già rồi thì phải sống với con với cháu này kia chứ tao mà mình không sống với con cháu mà sống một mình vậy là mình ích kỷ. Dạ, dạ, sư dạ, giải thích giùm cho con nghe, như vậy là người này sống như vậy là có ích kỷ không hả sư? Dạ, con kính nhân mít đến sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Ở đời thật sự ra không biết mình lo như thế nào là mới đủ ha. Người ta cứ muốn lợi cho bản thân mình không à. Hồi đó ở trên Sa Trạch có một cái gia đình đó, cái ông này ông đặt tên con của ông Đanh Long, muốn lợi 10 phần. Mỗi đứa con ông đặt vậy, Đành Lòng muốn lợi 10 phần. Thành ra đó, nói mình làm vừa bổn cái phận mình thôi. Ví dụ quý vị thấy không, cái con chim, con đại bàng, nó khi mà con nó còn nhỏ, nó ấp, nó lo con, nó đi tìm mồi về, nó lo. Nhưng mà khi mà con nó lớn rồi đó thì nó phải tập cho con nó tự lực, tự lo. Chứ nó không thể mà lo hoài được. Đó, nó phải tập cho con nó. Con nó mà cứ sợ, không dám bay là nó hất con nó cho nó té rời khỏi cái ổ. Rồi phải ráng sao? Phải ráng nỗ lực đập cánh dương lên, rồi sao phải nỗ lực tự săn mồi để sống ha. Còn con nào mà nhát không dám bay thì sao, té chết đó. Thành ra đó, bổn phận cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ hướng dẫn chỉ dạy cho con, khi mà con đủ sức trưởng thành hiểu biết rồi đó thì sao, mình phải tự lo chứ. Có nhiều người cha mẹ đã lo cho mình rồi, dựng vợ gá chồng rồi, tới chừng mà sinh con cái bây giờ á, cái nhiệm vụ là nhiệm vụ của mình. Nhưng mà sao, muốn lợi cho mình, muốn an ổn cho mình, sanh con ra rồi đem về gửi bên nội bên ngoại, rồi á, bắt cha mẹ phải gánh vác những cái công việc đó, không muốn lợi cho mình không à. Rồi hả, nếu mà cha mẹ mà không đáp ứng thì hờn trách, sao mình không suy nghĩ lại, cha mẹ đã cực khổ nuôi nấng lo lắng cho mình rồi. Bây giờ con của mình thì mình phải ráng mình quản dưỡng, mình lo chứ. Mà cha mẹ không đáp ứng thì buồn rầu trách móc. Thành ra tục ngữ ở thế gian ta nói sao, cha mẹ già là tôi tớ của ông bà để lại. Hồi đó là bà ngoại sư ông ngoại sư hay nói vậy. Cha mẹ già rồi, ở nhà phải nấu cơm nấu nước, phải lo kia nọ, con cái giờ đi làm. Trời ơi, tới giờ này mà má ở nhà má không có nấu cơm, trời ơi, ở nhà mà tới giờ này mà ba không có ấy, ba cái nước nôi rồi hết giờ là lu hủ thì nó cạn khô, tôi khổ không.
Trời ơi, ở nhà vậy mà cả nhà, cả ngày trời mà cái nhà quét. Thành ra đó, cái người mà không có hiểu biết thì mới buông những cái lời mà trách móc như vậy. À, bây giờ cha mẹ già rồi, để cha mẹ có điều kiện an ổn tu tập, mình tạo điều kiện để cha mẹ đi đến chùa nghe pháp, rồi có thời giờ hành thiền rồi kia nọ, là mới là cái người mà con mà biết đạo hiếu thảo, để cha mẹ có điều kiện để mà thực hành. Còn bây giờ cha mẹ già rồi là không có lo phụng dưỡng, mà còn trao thêm gánh nặng, bắt buộc cha mẹ phải làm phục vụ cho bản thân mình, thì như vậy thì có phải không? Còn nếu mà cha mẹ mà không lo thì nói là thế này thế khác. Thành ra đó, ở đời chúng ta phải hiểu, mình phải hướng dẫn cho con cái mình, cái gì nó cũng vậy, nó có chừng mực. Cái bổn phận không phải là nó vô tận, mà nó có cái mức độ. Đó, bây giờ mình lo cho nó đến cái lúc mà trưởng thành là xong bổn phận rồi. Chứ còn bây giờ mà lo tới chừng nào mà chấm dứt cuộc đời thì làm sao được, thấy không? Đó, thành ra đó, cái chuyện mà thế gian họ nói là cái quyền của họ, nhớ họ là chỉ lo cho bản thân họ mà, chứ họ không có lo cho người khác đâu. Quý vị thấy không? Trong pháp cú kinh cũng có, cha mẹ có tài sản chia lại cho các con rồi. Mình tưởng đâu là chia cho tụi nó hết rồi mai mốt đó là nó sẽ lo cho mình. Hồi mà nó chia tài sản thì nó vui mừng lắm, hớn hở. Tới chừng mà thực hành cái bổn phận để lo cho cha mẹ thì nó đùng đẩy. Thằng thứ hai thì nó đẩy qua thằng thứ ba, thằng thứ ba đẩy qua thằng thứ tư đẩy cho thằng Út, rồi thằng Út là đẩy qua cho thằng thứ hai. Đó, chứ nó đâu có nghĩ là bây giờ cha mẹ đã lo cho mình hết rồi, tài sản đã chia cho anh em hết rồi, bây giờ anh em có bổn phận phải phụng dưỡng. Nó thành ra có câu nói cha mẹ có thể nuôi 10 đứa con mà 10 đứa con không nuôi được cha mẹ. Đó, mình phải hiểu vậy. Thành ra đó, mình phải hiểu là bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Thí dụ như mình chia chác tài sản gì cho con cái, mình phải chừa một phần để mà mình lo cho chính bản thân mình. Chứ còn mà tài sản mình hết cho nó rồi, mỗi lần mà muốn đi chùa, muốn hùng phước vậy, tối ngày má cứ đi chùa hoài, má đem tiền cho mấy ông sư, mấy ông thầy được không? Này kia nọ, thấy là khổ không? Mà công sức tài sản mình làm ra, mà bây giờ mình kêu nó đưa cho mình để mình đi tạo phước, thì nó đâu có chịu đâu. Đó, thành ra mình phải hiểu vậy đó. Khổ lắm. Hồi mà nó còn nhỏ, mình dạy gì nó cũng nghe, mình dẫn nó đi đâu nó cũng đi. Đó, hồi đó nó là con mình á, cái bắt đầu nó lớn lớn lên á, tại vì nó là bạn mình. Rồi đến chừng mà nó đủ lông đủ cánh, nó có công ăn việc làm, nó có chức phận địa vị rồi đó, không? Trở lại nó là chủ của mình. Bây giờ nó đi làm có tiền rồi, nó nuôi mình. Thì ở nhà, má ở nhà hồi má nấu giùm nồi cơm nha má. Ở nhà hồi má giặt giùm mấy bộ đồ nha má.
cái này cái khác đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra đó, thành ra cái bổn phận của mình lo nó vừa phải thôi, rồi mình phải tự lo cho mình, chứ không thể nào mà mình lo suốt cả cuộc đời cho con cho cháu được ha. Hôm nay thì xin quý vị quan hỷ sư xin rời rơm sớm chút để có cái chú y sĩ chú lại chú chích thuốc mấy ngày nay cũng chích để cho nó ổn ổn. Dạ, vì với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cho nghe. Dạ, kính chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin chư tôn đức cũng như tất cả quý vị quan hỷ nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư đã ra rung rồi quý vị. Dạ, rồi như là sư chắc có chú y sĩ tới rồi nên là chú sư đại rung và cảm ơn chị Meta. Dạ, con coi đại đức pháp trang còn trong rung không đã. Dạ, đại đức, con thấy đại đức pháp trang còn trong rung nhưng mà không biết bây giờ sư có cầm mic được không, bạch sư. Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nhà đại đức Pháp Trang có cầm mic được không, bạch sư? Con biết mấy nay là sư bận bịu lắm rồi. Dạ, không biết sư giờ còn có cầm mic được hay không. Vậy là sư để cái đích đây thôi. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con xin ý kiến của ngài Trí Đức, ngài cho con một tín hiệu, ngài có thể, ngài có ở trước máy không, mạch ngài. Nếu ngài có ở trước máy, ngài cho con một tín hiệu, con cung thỉnh ngài cho chúng con ý kiến là sinh hoạt tiếp tục tới hết giờ hay là chúng con sám hối và rung sớm. Ngài cho con xin một ý kiến ha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài Trí Đức cho con xin một ý kiến, mạch ngài. Không thấy quý ngài nhúc nhích luôn. Bây giờ đạo tràng cho Nhục Quỳnh ý kiến đi. Quý vị có muốn sinh hoạt tiếp tục tới hết giờ theo đồng hồ Nhục Quỳnh là còn 24 phút nữa hay là mình đóng rung sớm quý vị? Nhà quý sư thì không có tín hiệu rồi. Còn quý vị trong đạo tràng như thế nào cho Nhục Quỳnh xin ý kiến ạ. Dạ, tùy theo Nhật Quỳnh, nhưng mà quý vị có còn muốn chia sẻ không? Nghĩ đi, chị Kim Dung nghĩ đi phải không? Rồi, dạ đạo tràng còn vị nào cho ý kiến đi. Vinh Quang đâu rồi? Có tập thể dục không? Có chạy xe đạp không, Vinh Quang? Cho ý kiến đi. Xin địa chỉ chùa Ngọc Đạt hả? Nhật Quỳnh thấy niệm từ xin địa chỉ chùa Ngọc Đạt á. Niệm từ có biết không? Niệm từ có biết ngày hôm qua Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương không? Nhật Quỳnh nghĩ Nhật Quỳnh mắc cười gì đâu á. Hôm qua cũng tài lanh tài lẻ đó, đưa địa chỉ chùa Ngọc Đạt lên đó. Nhật Quỳnh sau đó bị ăn cháo lương, quý vị có biết không? Mà Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương mà Nhật Quỳnh mắc cười gì đâu. Nhật Quỳnh nói trời ơi trời, con làm việc chùa chứ con có làm việc cho con đâu, con cũng đâu có kêu gọi cho ngài đâu. Mà ngài dạy con. Nhật Quỳnh dạ vụ đó đó chị. Vụ ngày hôm qua em, giờ em ngày hôm qua em đã cười rồi, nhưng mà bây giờ thấy niệm từ xin địa chỉ nên em còn mắc cười dữ luôn. Dạ, yeah. Mắc cười mà không nín cười được á, lý do là trời ơi trời, mình làm việc cho ai chứ mình có làm việc cho mình đâu, mà đâu có kêu gọi cho ngài mà cũng đâu có kêu gọi cho mình đâu. Chẳng qua là thí dụ như đạo tràng có đóng góp thì cũng dường chữ tăng,
chứ cũng không phải cúng dường cho ngài. Nhân Quỳnh cũng có hỏi ý kiến vậy, vậy nói thì đó là mình cúng dường chư tăng mà ngài mà dân nghĩ vậy thì là cúng dường chư tăng, nhưng mà nhưng mà Nhật Quỳnh bị ăn cháo lương nhưng mà không sao, chạy ăn cháo lương ăn. Bây giờ Nhật Quỳnh lấy ra một đoạn thôi nha quý vị, Nhật Quỳnh lấy ra một đoạn lên, lỡ có ăn cháo lương thì ăn tiếp đi, có vậy đó, ngồi im ru vậy đó nha. Nhưng mà làm gì trật một cái đi là có cháo lương liền thôi quý vị. Nhật Quỳnh là ăn ăn liên tục luôn đó. Nhật Quỳnh mất một câu mà cũng cho ghê mong nạnh nhà Nhật Quỳnh hãy bớt ra một câu nha, mà ấy rồi bỏ cái cục đầu đi nha, bỏ cục đầu này đây đó. À, quý vị quan hệ đọc đi nha. Đó, Nhật Quỳnh lấy ra ngắn ngắn đi để cho nó cái ngày thôi. Dạ, lấy ra cái của chùa Ngọc Đạt với cái địa chỉ với chùa Ngọc Đạt đó nha. Dạ, nên hãy có ăn cháo lương thì ăn phụ cho Nhật Quỳnh nha, phụ với Nhật Quỳnh ăn cháo lương chứ để Nhật Quỳnh ăn hoài tội nghiệp Nhật Quỳnh quá. À, phải nói là tự mình thấy tội nghiệp mình luôn á. Thì làm canh hả thì làm, ờ cảm ơn thì làm nhiều lắm nha. Thì làm ơi, mấy ngày nay hôm qua nay thế giờ Nhật Quỳnh ăn cắp đi cái liền của Thi Lâm luôn, chứ chắc một chút nữa ăn cắp nữa Thi Lâm ơi, không biết làm sao hả. Nhật Quỳnh nó té đùng 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 hoài à Thi Lâm ơi, nên phát xong rồi nghe lại hồi trưa ngồi nghe lại nghe cứ rớt hoài, mà nghe thượng tọa giác đẳng giảng hay quá chừng mà nghĩ lại Phật tử vào không nghe được. Ồ vậy hả, thì coi như nó Thi Lâm cũng bị nè, cái Nhật Quỳnh phải ăn cắp cái linh Thi Lâm Nhật Quỳnh đưa qua bên này đó. Có sao nói vậy nha, ăn cắp nói ăn cắp để không, Thi Lâm Nhật Quỳnh biết Thi Lâm quan hỷ nên không có thèm hỏi luôn, không có thèm hỏi luôn, ăn cắp luôn nha. Dạ, năm ông Bích Thầy dạ, dạ thì tự nhiên không à, thì Nhật Quỳnh đưa lên rồi đó. Niệm từ ghi nha, Nhật Quỳnh được không, niệm từ kéo xuống được không, niệm từ à, có nhật càng Nhật Quỳnh bớt lên lần nữa không. Dạ trong khi để chờ đợi mà niệm từ giặt trong hoặc trong đạo tràng ghi địa chỉ thì Nhật Quỳnh xin nói về cái vụ mà người già người già mà con cái thì nuôi lớn rồi, ai cũng có gia đình, ai cũng có nhà cửa, ai cũng có công ăn chuyện làm, ai cũng có chút ít tài sản, nhưng mà thường Nhật Quỳnh thấy thường cái kinh nghiệm bản thân Nhật Quỳnh thấy người ta không có chịu nhiêu đó quý vị. Dạ, bây giờ cha mẹ có hy sinh bao nhiêu, nói trong này ai còn trẻ trẻ có đụng chạm thì Nhật Quỳnh xin sám hối trước nha. Nhật Quỳnh đây nói bằng sự thật mà mắt thấy tai nghe. Dạ, mà những đứa con không có chịu đâu. Thi Lâm nè, có đụng chạm thì Thi Lâm tha thứ cho Nhật Quỳnh nha Thi Lâm. Không có chịu, cha mẹ già rồi không có chịu cho cha mẹ nghỉ, không chịu cho cha mẹ đi chùa. Không phải là người nào cũng vậy, nhưng mà số đông là vậy. Dạ, số đông là vậy. Số đông là vậy đó, là muốn cha mẹ mình, thậm chí Nhật Quỳnh thấy ở bên nước ngoài này cũng vậy. Nhật Quỳnh có quen với một vị đó, cái thấy lâu quá không có vô room, hỏi ủa sao lâu quá mà Quỳnh không vô room nè, lúc này bắt giữ cháu nội. rồi thì nên nó là Nhật Quỳnh mới đưa câu hỏi đó lên để giải tỏ thôi. Dạ, rồi con cái nó biểu mình phải làm theo ý nó, hoặc là những ai dạ bởi vậy cô Phúc Hạnh. Nhưng mà trong này theo cô Phúc Hạnh biết không, Nhật Quỳnh nói thì chắc cô Phúc Hạnh cũng biết của vị sư đó, nghe sư nói mà nghe thương vậy đâu. Nói trời ơi, sư năn nỉ, sư năn nỉ mẹ của sư đi chùa, đâu chịu đi đâu, mà còn làm khó sư hoài luôn.
sư mà đi tu là đâu có cho đi tu đâu, bắt cái vợ. Nên là cũng có một số ít, dạ có số ít muốn cho cha mẹ đi chùa, muốn cha mẹ tạo phước, nhưng mà phần đông là không có muốn cho cha mẹ đi chùa. Dạ, nói cha mẹ mình khờ khạo quá, nhất là mấy bà già khờ khạo quá, cái đem tiền đi cúng chùa không à, đi cúng cho mấy ông thầy chùa không à. Dạ, anh ra Nhật Quỳnh mới đưa câu hỏi lên. Rồi Nhật Quỳnh thấy mắt thấy tai nghe nha quý vị, có cái cái bà đó ở Việt Nam, bà cũng già rồi, bà cũng bằng tuổi bà nội mấy đứa nhỏ của Nhật Quỳnh. Thấy hai bà đi ra xã gặp nhau, mình tấn cười hả? Hai bà đi ra xã gặp nhau, bà này hỏi bà kia, chị đi đâu? À, tôi đi ký giấy di chúc cho cháu nội tôi miếng đất. Rồi, bà kia hỏi bà nọ, ủa chứ chị đi đâu? Trời ơi, tôi khổ quá chị ơi, hỏi sao vậy? Chị biết rồi, tôi có thằng đó, tên đó vậy đó. Rồi nó cưới vợ, mình nghĩ thôi kệ nó cưới vợ rồi thì thôi ký giấy ký giấy nhà cho nó, đất cho nó luôn, có hai mẹ con mà. Rồi ký giấy nhà đất cho nó, rồi giờ nó đuổi tôi ra chị ơi, giờ tôi ra xã tôi kiện nó. Mà kiện gì? Là làm giấy làm tờ cho nó, rồi giờ nó nghe lời vợ nó thì nó đuổi mình thôi, chuyện đó đương nhiên rồi, phải không quý vị? Rồi tại cái đó Việt Nam nha. Còn Nhật Quỳnh qua Mỹ, Nhật Quỳnh coi TV, Nhật Quỳnh thấy bên cái chỗ mà an sinh xã hội nó trả lời, có bà đó, bà có cái nhà nhỏ nhỏ thôi, hai mẹ con, rồi cưới vợ Việt Nam qua luôn nha. Rồi cái nó biểu thôi giờ bán nhà nhỏ đi mua nhà lớn, hai mẹ con mình ở cho nó rộng, mai mốt con có cái ở rộng, rồi mua cái nhà lớn, bán cái nhà nhỏ nhà của bà già, bán đắp vô nhà lớn, nhờ nhà lớn là nhà của nó. Rồi nó đi làm tới làm lui, nó đâu có ở nhà thường đâu, bắt đầu có cháu nội, rồi con dâu nó không cho bà già, rồi vô cháu nội nó chơi dơ chơi giái chơi gì đó không biết nữa. Bà lên trên TV bà khóc. Bà khóc bà nói giờ vậy đó, giờ tôi khổ quá, tôi tủi thân tôi quá này kia. Nhớ Nhật Quỳnh lắng nghe coi bên an sinh xã hội nó trả lời sao. Nhớ an sinh xã hội trả lời, trời ơi còn gì nữa đâu mà tiếc với núi, thôi đi cho nó luôn nhà đó đi, rồi đi ra ngoài kiếm nhà khác ở đi, rồi có tiền già sống đi, ngồi đó khóc làm gì trời. Nên là thấy nó cũng vui vui quý vị. Nhiều thấy như mình nhìn người ta vậy rồi mình cũng vậy thôi. Nên thôi giống như nãy mình chuẩn bị thấy chị Meta đó, chắc lên đó. Có người bị em nó Nhật Quỳnh tám hơi nhiều rồi quý vị, tại vì Nhật Quỳnh tám lý do Nhật Quỳnh để cho quý vị trong ngày ghi được cái địa chỉ, chứ để mà tắt mà đóng room sớm rồi thì vậy không được, cũng bị rầy nữa, phải không Niệm Từ? Niệm Từ ghi xong chưa? Này trong chơi Nhật Quỳnh hồi hướng ngang ngang rồi tấn chạy mất tiêu luôn rồi. Niệm Từ ghi xong chưa? Ghi xong rồi thì Nhật Quỳnh hồi hướng. Còn vị nào còn có muốn chia sẻ gì không, vui buồn gì cứ chia sẻ đi, tại giờ còn dư thời gian. Nãy giờ Nhật Quỳnh hỏi ngài Trí Đức mà không có ngài trước máy. Dạ, nếu mà ngài trở lại máy, ngài cho con xin một tín hiệu bạch ngài. Con có một câu hỏi mà con không có giải quyết được. Ngài, nếu ngài có trước máy, tại vì này cũng là tiếng Hán nên con không có hiểu được. Con muốn cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con. Nhân có thời gian đó. Dạ, ngài có trở lại trước máy, ngài cho con một tín hiệu bạch ngài. Rồi, ngài im ru. Nhạc trong màu nắng cầm bịch đi, cười hoài à, vào trong này rồi ngồi im ru rồi cười hoài à, ai nói cho sẵn mà cười, mình phải nói cho người khác cười chứ. Mời nhạc trong màu nắng cầm bịch đi. Dạ cảm ơn Minh Tấn nhiều.
Nhật Quỳnh nói ai chứ không dám nói Minh Tấn đâu nha. Minh Tấn cho phép Nhật Quỳnh nói một câu nha. Minh Tấn cho phép Nhật Quỳnh nói một câu nha. Vợ chồng Minh Tấn này là cô Phúc Hạnh cũng biết phải không cô Phúc Hạnh? Phải nên học hỏi, giới trẻ phải nên học hỏi Minh Tấn với bà xã nè. À, con rất là có hiếu, lo cho cha rất là nhiều. Dạ, không dám đâu giờ mời nhạc trong màu nắng. Như Quỳnh nói một hồi là ngày xuất hiện, ngày cho ăn cháo lương đó nha, nhạc trong màu nắng ơi. Dạ đúng với bảo cô Phúc Hạnh. À, Như Quỳnh rất là, phải nói là rất là thương và rất là phục hai vợ chồng Minh Tấn. Dạ, đạo hiếu rất là rõ ràng, cổng cha đi chùa. Như Quỳnh thấy cảnh đó cô Phúc Hạnh, Như Quỳnh quan hỷ vô cùng luôn. Dạ, quan hỷ cha cổng đi chùa, ẩm cha đi chùa, mình thấy rất là hoan hỷ. Nên mong rằng không có gì hả? Chẳng, không gì, tại vì nhà mình làm mình thấy không có gì, nhưng mà bất hiếu lắm mà, không có đâu. Kiếm người, vì thời buổi này mà kiếm người con gì cũng hơi khó đó nha. Nhà Quỳnh nói thiệt á, kiếm người con hả? Dạ, bởi vậy, nhà Quỳnh thấy cảnh đi hai chồng đi dự đầu đà, đem cha rồi dân võng cho cha ngủ ở chùa, nhưng Quỳnh thấy hoan hỷ vô cùng luôn á. Dạ, trời ơi, dễ gì kiếm được vậy phải không cô Phúc Hạnh? Thời buổi này khó kiếm lắm. Dạ, nên lại thôi, nhưng mà hàng hiếp, nhưng mà cũng nên học hỏi. Mong rằng với cái phước báo hai vợ chồng tạo đây vậy, mau tu tập, mau sớm thoát được luân hồi. Mong rất là mong như vậy. Dạ, niệm từ xong chưa? Nhật Quỳnh đóng trung ngang. Niệm từ ơi, niệm từ ghi chép gì xong chưa? Dạ, Nhật Quỳnh đóng dung giống như, dạ đúng rồi, cụ quá có phước luôn. Quá là có phước. Nhật Quỳnh hay theo dõi những người như vậy lắm. Ừ đúng rồi đó, bởi vậy nãy giờ đâu có dám mời lên đâu. Nhân dịp mà lỡ rồi nói luôn nha, lỡ rồi nói luôn. Và nhân dịp lễ ở ngoài chùa Phước Quang nè, có chư tăng ở miền Nam ra nè, làm lễ chúc thọ cho cha nè, quá tốt luôn. Nghĩ gì à, ông cụ rất là có phước, phải không cô Phúc Hạnh? Cô Phúc Hạnh là trành hơn Nhật Quỳnh nhiều luôn á. Đâu ngày cứ đi tạo phước cho cha không? Dạ, cho cha đi cúng dường. Còn có tội nói dính đó, còn có tội nói dối nha quý vị. Minh Tấn này có tội nói dối, tội nói dối là biết nói dối sao? Bỏ bơ thơ ít ít thôi, chừng mấy ngàn thôi, để cho cha dân. Chứ mà bỏ bao thơ mà nhiều là cha sốt ruột, cha không dám dân. Nên bỏ bao thơ ít ít để cha dân. Còn mình thì dân cách khác. Vậy mà nhìn mà cha dân ít ít thì cha quan hỷ. Nên rất là hoan hỷ. Nhà quan hỷ với vợ chồng Minh Tấn rất là nhiều. Năm mươi hai giá. Dạ con bữa nay nhiều chuyện quá rồi. Dạ con xin phép. Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng phước đã tạo được ngày hôm nay. Không có quý sư nên thôi khỏi sám hối luôn. Dạ, hồi hướng nhân quý vị nha. Lắng tâm thanh tịnh. Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng và phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên, hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama trùng được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, tất cả chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, Tịnh Tắc Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo